xe đi là nhẹ tên bốc đầm nha anh em. Xe đi nhẹ lả lướt luôn nha anh em. Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang Xe Máy. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tiệm cũng như để cập nhật thêm những mẫu xe mới với theo ngày tháng em nhé. Thì trước mắt anh em là con Future Neo Sang Cơ. Future Neo Sang Cơ đời 2008 nha anh em. Nha, năm sản xuất 2008 ạ. Số máy của xe nha mọi người. Tình trạng xe là máy móc nguyên zin. Đầu nồi zin chưa chạm nha anh em. Áo là zin theo xe cả bộ ạ. Xe đi là cực kỳ nhẹ nha anh em. Xe đi là nhẹ tên đầm bốc nha mọi người. Xe bên mình mới lấy nha anh em. Xe này nó hơi kêu cò nha. Nó hơi kêu cò chút xíu thôi ạ. Xe này chỉnh cò là cực kỳ là êm nha mọi người. Đây, anh em xem con nào nha. Ốc chưa máy nha mọi người. Máy bao là chưa hạ nha anh em. Cực kỳ đẹp ạ. Đời 28 là tem nó có chỉ vàng kéo dài nha mọi người. Sơn lốp máy là nguyên zin chưa sơn lại á. Đằng số còn ánh xanh nha anh em. Gấp vào cánh tay của xe đây. Ốc tan khá xe nha mọi người. Ốc đầu sắt cạnh nha anh em. Đầu lòng bao bít cho anh em nha. Áo là đẹp, đẹp tiền lại hết nha anh em. Mở yên cho nên thả bên trong luôn ạ. Bình xăng zin nha mọi người. Bô xin đeo xe. Bô xin cho tiếng nổ ấm và thông nha anh em. Mình sẽ nổ máy lại cho anh em nghe tiếng bô nha. Bao phong biển khói cho anh em nha.
cầm dành anh em, cầm dành là còn long lanh á. Tung xe chắc xe là khá đẹp và liên lạc nha anh em. Còn máy này đi khỏi chơi nha anh em, mình test rồi nha. Sơn lốc máy là còn xin nè mọi người. Đặt đầm của xe đây. Xin liền lạc hết nha mọi người. Mấy cái bát này còn dài thật nè anh em. Thằng con của xe đây ạ. Trước này có sửa lại nha anh em, có sơn lại nha. Cam dành xe này khá là ok nha anh em. Lên thì to nha mọi người. Đây, đầu lòng của xe đây. Bao bít cho anh em nha. Máy xin đi cảm giác rất là sướng nha anh em. Đi là nhẹ tơ tơ luôn nha anh em. Là dòng bình xăng nó đi bốc hơn FI anh em. Anh em nào muốn cảm giác êm ái nhẹ nhàng bốc đâm thì chiếc này là một sự chọn nha anh em. Sáng rồi nè. Tổng thể thân xe nha anh em. Đạp nha anh em. Ốc nồi đây.
gang các chân là còn trắng nha mọi người. Nè, đồ mét đứt dây nha anh em, hết chuẩn rồi nha. Rồi, quay sơ bộ cho anh em biết chắc xe thế nào thôi nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video của mình đến giờ phút này ạ. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào của tiệm mình đăng nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.